Mình tên là Đỗ Thúy Vân, rất vui để có bạn trong chương trình Tết Yêu Thương. Các bạn thân mến, mùa đông cũng sắp qua đi và mùa đông mới sắp đến rồi. Vậy là chính mình sẽ được đón Tết Nguyên Đán cho đấy các bạn ạ. Hôm nay mình có một câu hỏi muốn đố các bạn, đó là năm 2022 là năm con giáp nào? Đúng rồi, đó là con hổ. Vào dịp Tết này thì mọi người thường có những hoạt động rất là thú vị như là gói bánh chưng, đi xem là có hoa đêm giao thừa, về quê thăm ông bà, đi chùa lễ. Chẳng đến tối đó thì mình thích nhất là được đi xem pháo hoa đêm giao thừa đấy các bạn ạ. Thế còn các bạn thì sao? Thích của các bạn như thế nào? Hãy kể cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.